Xin chào các bạn. Trên tay mình đang là chiếc điện thoại Xiaomi Lite 5G NE. Chiếc điện thoại này mình mua tại Hoàng Hà Mobile với mức giá 7 triệu 790 ngàn. Một cái mức giá quá tốt cho một chiếc điện thoại mỏng, nhẹ, màn hình hiển thị đẹp và sắc nét. Bên cạnh đó là hệ thống loa kép cho chất lượng âm thanh rất hay. Và còn gì nữa thì mình sẽ cùng với các bạn trên tay em nó để khám phá thêm nha. Và link mua hàng sản phẩm này mình cũng có ghi bên dưới phần mô tả của video clip này luôn. Các bạn nào quan tâm thì có thể nhấn vào để tham khảo và đặt mua nhé. Như thường lệ, đầu tiên mình sẽ xem xét qua phần phụ kiện. Nói về phần phụ kiện thì Xiaomi rất chu đáo. Ngoài phần thân máy, chúng ta sẽ có một củ sạc công suất 33W, một sợi cáp USB to Type-C, một sợi cáp chuyển Type-C sang cổng tai nghe 3.5, một que chọc SIM kèm theo sách hướng dẫn sử dụng. Và sau cùng là một ốp nhựa dẻo trong suốt. Máy cũng được dán sẵn miếng dán bảo vệ màn hình, do đó khi mở hộp ra là bạn có thể dùng ngay mà không cần phải lo đi dán màn hình hay là đi mua ốp lưng. Về thiết kế, Xiaomi 11 Lite 5G NE có ngoại hình giống với Mi 11 Lite được ra mắt trước đây. Chỉ khác là ở phiên bản này, Xiaomi đã loại bỏ chữ Mi trước số 11 và thêm chữ NE vào vị trí cuối tên. Máy được hoàn thiện nguyên khối với mặt lưng kính nhám mờ, ít bám mồ hôi và dấu vân tay. Xiaomi 11 Lite 5G NE sở hữu một thân hình siêu mỏng và nhẹ với trọng lượng chỉ 158g và độ mỏng chỉ 6,8mm, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái. Cá nhân mình đang xài iPhone 12 Pro Max và khi cầm Xiaomi 11 Lite 5G NE trên tay, mình có cảm giác hụt hẫng vì nó quá nhẹ. Ở góc trái mặt lưng sẽ là một cụm camera được thiết kế bo tròn, nhìn rất trẻ trung và hiện đại. Phần khung viền của Xiaomi 11 Lite 5G NE được hoàn thiện bằng nhựa. Ở cạnh phải sẽ là nút nguồn, kiêm luôn cảm biến vân tay và nút tăng giảm âm lượng. Cạnh trái hoàn toàn trống trải. Cạnh đỉnh sẽ là micro và mắt hồng ngoại. Cạnh đáy sẽ là khe SIM, micro, cổng Type-C và loa ngoài. Xiaomi 11 Lite 5G NE hỗ trợ một khe SIM Lite, cho phép bạn có thể sử dụng hai nano SIM hoặc một nano SIM và một thẻ nhớ mở rộng. Về màn hình hiển thị, Xiaomi 11 Lite 5G NE được trang bị màn hình phẳng kích thước 6.55 inch, tấm nền AMOLED, độ phân giải Full HD cộng, hỗ trợ công nghệ Dolby Vision, độ sáng 800 nit cùng với tần số quét 90 Hz cho trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời. Bên cạnh đó, màn hình này còn được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 5. Sau cùng, Xiaomi 11 Lite 5G NE hỗ trợ độ sâu màu 10 bit, DCI P3, True Color để mỗi bức ảnh khi hiển thị màu sắc sẽ được chi tiết hơn, rực rỡ và chính xác hơn. Trải nghiệm thực tế của mình thì màn hình này không có gì phải bàn cãi về chất lượng hiển thị. Về camera và chất lượng quay phim chụp ảnh, Xiaomi 11 Lite 5G NE được trang bị một cụm camera sau gồm 3 camera, trong đó camera chính có độ phân giải 64 MP với khẩu độ f1.79 cho khả năng thu sáng tốt, nhờ đó tạo ra những bức ảnh với độ chi tiết cao, màu sắc hài hòa. Camera góc siêu rộng 8 MP có góc nhìn 120 độ giúp bạn bắt trọn vẹn khung hình trước mắt một cách dễ dàng. Camera tele macro 5 MP có khả năng thu phóng chủ thể rất tốt, dễ dàng chụp được những vật thể ở xa hoặc là các vật thể ở gần với kích thước nhỏ. Xiaomi 11 Lite 5G NE hỗ trợ quay video 4K tốc độ 30 khung hình trên giây. Camera trước 20 MP tích hợp nhiều tính năng làm đẹp AI, cắt bộ lọc, xóa phông cho các đường nét trên khuôn mặt của bạn thêm phần nổi bật, xóa bỏ những khiếm khuyết thể hiện khía cạnh hoàn hảo nhất của bạn thông qua ống kính, giúp bạn tự tin chụp ảnh selfie hay là video call với bạn bè. Trải nghiệm thực tế của mình thì camera của Xiaomi 11 Lite 5G NE cho chất lượng rất tốt, đặc biệt là khả năng chụp ảnh thiếu sáng đã được cải thiện đáng kể. Sau đây là một vài hình ảnh và video mà mình chụp được bằng chính chiếc Xiaomi 11 Lite 5G NE của mình để các bạn tự đánh giá thêm.
Về phần cứng và phần mềm, Xiaomi 11 Lite 5G NE được trang bị chip xử lý Snapdragon 778G 5G. Con chip này được sản xuất trên tiến trình 6 nanomet với 8 nhân, cho hiệu năng mạnh mẽ, chạy mượt các ứng dụng chỉnh sửa ảnh hay chơi game giải trí với xung nhịp tối đa 2.4GHz. Máy cũng được trang bị RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB cùng với hệ điều hành Android 11 và giao diện điều chỉnh MIUI 12.5 mới nhất tại thời điểm hiện tại. Và sau cùng là về pin và sạc. Xiaomi 11 Lite 5G NE được trang bị một viên pin có dung lượng 4.250 mAh, cùng với đó là một củ sạc nhanh công suất 33W, cho phép bạn nhanh chóng nạp lại năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình. Có thể nói, Xiaomi 11 Lite 5G NE là một chiếc điện thoại rất đáng để bạn quan tâm. Với thiết kế trẻ trung, hiện đại, mỏng và nhẹ, thiết kế mặt trước và mặt sau đều là kính, màn hình hiển thị sắc nét, lo kép âm thanh rất hay, sạc nhanh 33W, camera chất lượng tốt, khả năng chụp thiếu sáng được cải thiện. Theo bạn, thì bạn sẽ chọn mua Xiaomi 11 Lite 5G NE chứ? Hãy để lại bình luận cho mình và các bạn khác cùng biết nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.